Sau khi tháo sụn mũi thì mũi sẽ trông như thế nào? Ví dụ bạn đặt mũi bằng sụn nhân tạo và nó bị đỏ chớp mũi, bạn sờ cảm thấy có độ mỏng ở vùng chớp mũi. Sau khi rút sụn mũi, da vùng chớp mũi ở vị trí đỏ đó sẽ bị lõm xuống, có thể co rút mô và tạo một cái điểm khuyết. Tốt nhất là các bạn nên chờ thời gian khoảng 1 tháng và các bạn dùng mỡ tự thân để đưa vào tái cấu trúc lại phần da mũi bị lõm nó đi, làm giãn da, làm dày da trở lại, sau đó mới nghĩ đến chuyện là nâng mũi bằng phương pháp khác. Đối với trường hợp bạn đã nâng mũi bằng phương pháp tái cấu trúc mà chớp mũi bị co rút hoặc là sưng vùng sống mũi thì cái việc rút sụn mũi phần sống mũi sẽ không ảnh hưởng gì đến da hết. Tuy nhiên nếu trường hợp mình bị co rút sụn ở vùng chớp mũi thì việc tháo sụn chớp mũi cũng gây cái da co rút hơn, và giải pháp vẫn là dùng mỡ tự thân để tái cấu trúc vùng da mũi, làm dày da mũi và kéo giãn da mũi, sau đó mới nghĩ đến chuyện sửa lại mũi lần 2, lần 3, lần 4 ha.